Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay đã trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm cổ. Nối tiếp clip tối hôm qua thì Khôi đã lên sóng ba con âm ly. Đây, hai con này thì Khôi đang để trên trên kệ. Còn Khôi lấy ra cái con mà đã test rồi này, SX 9000. Thì hôm qua Khôi đã test với giới thiệu hàng về và cũng đã test với cặp loa Evan này. Thì hôm nay Khôi sẽ review chi tiết cho anh em. Thì hôm qua cũng có một vài anh em quan tâm nhưng mà chưa thấy được cái ruột gan các thứ, thì bây giờ Khôi sẽ review. Khôi cũng đã lau sơ rồi, cũng thấy cũng đẹp ổn rồi. Thì con này là vỏ gỗ zin, em gỗ làng anh em. Thì cái đời này đời cao nên em thấy cái mặt gỗ này rất là đẹp ha, rất đẹp. Cái này là chưa có xì ba luôn anh em nhé, vỏ gỗ này là 100% là zin nguyên bản, mới lau chùi thay lau bụi thôi đó, rất là đẹp. Còn anh em muốn nó như mới, như cái vỏ mới thì mình sẽ đi xì ba cho anh em. Nhưng mà Khôi khuyên là để vậy để nó mang giá trị sưu tầm, vì con âm ly này là con âm ly chuyên tuyệt đối nguyên bản nha. Rồi thì hôm qua đây lau chùi rồi em thấy nó rất là sạch sẽ và mới luôn ha, không có một vết chảy vết chóc nào hết đó. Đây là khi mình không sử dụng thì mình đậy nắp nó lại, rất là ấn tượng luôn, ấn tượng ha. Rồi đèn đồ đầy đủ hết anh em nhé, kể cả radio cũng bắt tốt luôn, bắt tốt cả AM FM, FM 108 và AM thì 1.6. Rồi ok, đó là về cái bên ngoài ha. Cái ngoại hình của nó là chấm 10 trên 10 luôn. Đó, phía sau đây nè, phía sau này đó. Thì nó đã được ba cặp loa, thì cái cầu này á Khôi ship về là không có luôn, thì anh em mua thì Khôi sẽ tặng cho một cặp con em. Đây cái Khôi lấy cái cọc loa cho anh em cùng xem nha. Nó là sử dụng cái cọc này này nha, cọc này nè, mình cắm vào đây, mình cắm vào đây. Đó, ok ha. Thì nếu mà anh em có nhu cầu mua hai cặp loa thì cô sẽ bán thêm. Cái cặp này á, là Khôi mua, Khôi nhờ anh em, Khôi chuyển tiền trước, nhờ anh em gom ở trên bài, trên công, các thứ bán linh kiện á. Một cặp như vậy là 300 ha. Thì anh em mua thì Khôi mua cho cái con âm ly này á, thì Khôi bán cho anh em 300 nha. Còn lại là Khôi không có nhiều đâu, có một vài cặp thôi. Lưu ý như vậy. Còn bây giờ mua thì tặng một cặp. Rồi ok, con này thì nó có 4 dòng điện nữa anh em. Đó. Nó có thể chuyển sang điện 220 hoặc là 120. Thì hiện tại con này từ con Mỹ về nên nó đang là 120 mặc định. Còn anh em có nhu cầu thì mình chuyển dùng, hoặc là anh em về khi thích thì tự chuyển nha, đơn giản. Rồi, mọi thứ là xong. Ngoài hình là chấm 10 trên 10. Còn bây giờ thì Khôi sẽ tháo nó ra và sẽ chụp quay cái ruột gan cho anh em cùng xem, để mình biết được là một con âm ly nó zin như thế nào. Và thứ hai nữa thì nó sẽ có cái giá trị khác nhau về độ đẹp, về độ zin nha. Rồi ruột gan nó đây nè, đã tháo ra tân tạp rồi ha. Một cái nông ly nè, có này, ốc vít này còn rất là mới luôn ha. Ok, đây là cái nắp đáy của nó này, mặt trong mặt ngoài ha, mặt trong mặt ngoài nè. Đó. Rồi bây giờ là cái phần ruột gan. Thì con này Khôi có lau sơ thôi nè, chứ Khôi chia sẻ với em là không biết tắm nha. Nhiều anh em nói là những cái con đồ nhặt về á thì phải tắm thì nó mới đẹp, nhưng mà Khôi thì không biết tắm, Khôi chỉ có lau sơ thôi. Lau bụi, lau bát đó, ruột gan này không tắm được anh em, không biết tắm. Tắm thì phải phơi rồi phải sấy gì đó, mà đồ điện tử thì nó cũng tùy anh em. Mình tắm mà dụ như nước nó vô mấy cái tăng phô này này, mình không bao bọc lại á thì nó hở ra thì nó sẽ hư, nó chạm chập các thứ nha. Những người có kỹ thuật thờ thiết thì họ tắm thì ok, nó sẽ đẹp hơn. Còn Khôi thì cứ để về Khôi bán ha, nhưng mà cơ bản là nó cũng đẹp sẵn. Anh em nhìn nó cũng đẹp sẵn chứ không phải là mình gì nữa. Đây mặt mũi nó lau chùi rồi sáng choang luôn. Đó, nắp này thì khi mình xài chức năng thì bật ra, còn không xài thì mình úp lại nha. Đó thì mọi thứ đã hoàn hảo hết, zin chưa 100 hàng anh em ha. Dòng này xuất tủ công suất lớn, mình thấy cái tủ nguồn rất là to này nè, đánh loa 4 tấc vô tư luôn nha. Đó. Đời này là đời xuất nên nó sử dụng tủ Nippon nó chứ công này. Còn có cái đời mà nồi đĩa điện 100V đó thì nó là điện tủ Elna. Thì hai cái tủ này thì nó khác nhau về âm trầm anh em. Âm trầm thì bên này nó xuất cho Mỹ thì cái tiếng của nó mềm mại hơn. Mỹ thì không có bạo lực, không có cần đến quá mạnh mẽ, quá bạo lực, nhưng mà nó phải ngọt để nó đánh được loa Mỹ. Nên con này đánh được JBL anh em nhé, JBL đến các cái dòng loa 4 tấc, những cái loa mà công suất 100W, 200W một vế đánh được nha. Rồi ok, bây giờ thì có thể lật nó lên cho anh em xem ở dưới luôn, tại vì Khôi tháo ra vệ sinh á. Tại sao mà Khôi tháo ra thì Khôi nói luôn cho anh em rõ.
Đây tiền khôi tháo cái mỏ đít ra, bình thường cũng ít khi tháo nhưng mà hôm nay tháo ra thì quay cho anh em cùng xem luôn ha. Rất là đẹp, mặt dưới thì lúc nào cũng đẹp hơn mặt trên rồi. Điều đó hiển nhiên tại vì bụi bặm nó không có vào được. Thì khôi tháo ra để khôi vệ sinh mấy cái chỗ này này nè. Mấy cái chiếc áp này. Tại sao là mình phải vệ sinh, tại vì những cái phần này để lâu á nó khô thì mình phải xịt cái chai dầu xịt X5 vào. Và anh em cũng lưu ý là không xịt chai RB7 nha. Cái đó nó ăn mòn ghê lắm. Mình xịt những cái dầu bôi trơn nó nhẹ thôi, dầu máy thôi hay mà. Nếu mà anh em ra tiệm mà mua cái chai dầu máy 5.000 á về để bôi vào, nếu mà sử dụng một thời gian nó bị rột rẹt ha. Đó, thì tiệm này quay cho anh em xem luôn. Rất đẹp ha. Rồi ok, tất cả những cái gì liên quan cô đã nói xong rồi. Thì cái con này là coi như là đẹp và zin nguyên bản chưa 100 hàng, vỏ gỗ zin. Lúc này quay rồi đây anh em. Vỏ gỗ zin, chưa có xì ba luôn ha. Nên nó có thêm cái mặt sưu tầm về giá trị sưu tầm. Nếu mà chỉ cần một con ami đơn giản thôi em, không cần vỏ gỗ zin hoặc là không cần đẹp và không cần máy zin thì mình có thể chọn nhiều con khác. Anh em cũng đang bán có nhiều mức giá anh em ha. Rồi cái mức giá hôm qua Khôi đã báo rồi nè, giá 13 triệu một con ami hết số và đến chất âm rất hay luôn. Anh em tham khảo thêm. Clip hôm qua Khôi đã test chất âm rồi với cặp loa Evan rồi, thì hôm nay Khôi sẽ bê một cặp khác ha để Khôi test lại cho anh em cùng trải nghiệm thêm. Giữa mênh mông
Khôi vừa test thử chất âm của cái con âm ly Pioneer SX 9000. Thì clip trước thì Khôi test với Evan, rồi test với Fisher Watt 40. Hôm nay thì test với một cặp loa để em biết được là cái con âm ly này nó là xuất Mỹ thì nó đánh được nhiều loa anh em nhé, nhiều loa. Nên anh em có các dùng loa cổ cứ yên tâm về đánh nha. Cặp loa kép này nó cũng thuộc về loa cổ đó, nên nó đánh rất là hay. Ngoài ra thì nó dựa vào các cái ý Khôi nói đó, JBL 100 hay là S180A thì đều đánh được. Rồi anh em có nhu cầu thì liên hệ với cô đi cùng giao lưu, mức giá là 13 triệu chuyển khoản đổ bao ship. Con âm ly zin tuyệt đối nguyên bản chưa một chấm hàng đó, nhắc lại với anh em như vậy. Vỏ gỗ chưa qua sửa bạc nên được xem là đồ đẹp, có giá trị sưu tầm rất cao đó. Đó anh em cũng quan tâm, nếu mà nghe cả bộ nó thấy hợp tai thì có thể chọn luôn cả bộ nhé.